Thưa quý vị, đây là hình ảnh đám tang của một nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Trong lời chia buồn, có lẽ ai cũng mong là người xấu số yên nghỉ. Nhưng nghỉ yên làm sao được khi mà có đông người đưa máy lên để livestream như thế này. Thậm chí một nghệ sĩ nổi tiếng khác khi mà dự đám tang này còn livestream và cố tình đưa camera tận khuôn mặt của người đã khuất. Đó chỉ là một trong số nhiều vấn nạn khi việc phát đi hình ảnh trực tiếp trên mạng xã hội hay còn gọi là livestream ngày một phổ biến trong thời gian gần đây. Ai ai cũng có thể livestream, nội dung thì hậu xét. 9 con Adidas hoa đào. G9, ok chưa? Phổ biến nhất của việc livestream hiện nay là bán hàng online. Thượng vàng hạ cám, thứ gì cũng có thể bán qua mạng, nhưng chất lượng thì không ai kiểm soát. Một em ra đi ơ. Nạm kim cương giả vờ các chị gái nha. Cái này pha kem là pha kem nguyên chất cho chị nha, kem này phôi nhất loại Thái đợi một cho chị nha. Kem trộn, hàng giả, hàng nhái, hàng lậu đều có thể bán qua livestream, thu về hàng tỷ đồng lợi nhuận. Bọn em mà làm như thế, bán như thế thì chốt được khoảng độ bao nhiêu đơn? Em tùy vào phạm ư, thì ví dụ trung bình thôi. 100, 150, 200. Ngày livestream có 2 khung giờ, 8 và 12 giờ mà chốt được hàng trăm đơn hàng. Đó là lý do họ bất chấp tất cả. Rồi không thiếu những cô gái lên mạng khoe thân, bao gồm cả những người đẹp xuất hiện dày đặc trên báo với mác sao Việt. Không nổ đâu má. Không bao giờ nổ được. Đó mới chỉ là những nền tảng phổ biến. Còn khi vào những nền tảng livestream chuyên biệt, những phòng chat riêng tư hơn thì có cả những cô gái sẵn sàng cởi đồ, làm những hành động nhạy cảm hay hơn nữa, theo yêu cầu trực tiếp để đổi lấy quà tặng của người xem. Dụ người xem vào chơi những trò cá cược hay bài bạc bất hợp pháp. Anh chơi kiếu em bữa đi. Con Phi Phi cô nương này là một con nguy hiểm hơn, đó là những kẻ sử dụng livestream để chửi bới, thách thức nhau. Đóng cửa thành tao đập đập chết. Gọi công an go cổ chúng mày. Thậm chí bôi nhọ chế độ, gây thù hận và chia rẽ dân tộc. Đã đến lúc thế giới livestream cần được kiểm soát một cách chặt chẽ hơn. Facebook của tôi, mạng xã hội của tôi thì tôi chia sẻ gì là quyền của tôi, nói gì là quyền của tôi, đó là lời biện minh của nhiều người. Nhưng mà rõ ràng đó là lý lẽ không thể chấp nhận được khi mà làn sóng văng tục chửi bậy, khoe thân bóc phốt đã như một loại virus len lỏi khắp trên mạng xã hội. Ai cũng thấy, cũng biết và rất nhiều người cảm thấy bức xúc. Vấn đề là làm thế nào để chấn chỉnh hiện tượng này? Còn rất nhiều lúng túng từ phía cơ quan quản lý nhà nước. Không khó để thấy ở nền tảng livestream sôi động này, không chỉ có người hát, kẻ múa, mà còn vô vàn các hình ảnh tục tĩu, khoe thân phản cảm. Dễ phát hiện, nhưng lại không dễ xử phạt. Bởi ngành truyền thông quản lý nền tảng công nghệ, ngành văn hóa quản lý nội dung. Còn muốn xác định chính xác tài khoản livestream, lại cần lực lượng an ninh mạng điều tra tội phạm công nghệ cao. Sự phối hợp ba lực lượng này xem ra không theo kịp tốc độ tăng trưởng của các nội dung xấu độc. Pháp luật thì quy định là nếu đưa thông tin như vậy, thì chúng tôi có thể xử phạt được. Nhưng mà phải xác định được cái hành vi đấy là hành vi không chuẩn mực, không văn hóa. Cái này chúng tôi cũng đề nghị phải có sự phối hợp các cơ quan văn hóa. Em nhìn lại cái nhan sắc em đi, nó như con cù lần vậy đó em, nó tổ xử. Sau những ngôn từ sát thương được hàng vạn lượt like này, rất nhiều người, kể cả người nổi tiếng, trở thành nạn nhân. Nhưng nghịch lý là rất ít nạn nhân tìm đến luật sư, tòa án để bảo vệ danh dự của mình. Theo nhiều chuyên gia, tâm lý ngại ngần ấy bắt nguồn từ việc chúng ta còn thiếu các phiên tòa điển hình có tính răn đe và định hướng cho xã hội. Hiện nay thì cái khung khổ pháp luật thì chúng ta đã có rồi, thì chúng ta cần các cái phiên tòa điển hình về lĩnh vực này, cần những cái bản án mà có thể thành tiền lệ để các bên có thể tham khảo là trong những tình huống cụ thể thì thế nào được định nghĩa là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, hạ thấp uy tín hay là bôi nhọ. Trong khi đó, thiếu vắng các tổ chức xã hội chuyên nghiệp chuyên về hỗ trợ bảo vệ cá nhân trên không gian mạng. Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, nhưng còn cần rất nhiều bước đi tiếp theo.
Thế thì bộ quy tắc này cần phải cụ thể hóa cho từng ngành nghề khác nhau nữa. Ví dụ những người nghệ sĩ, người là người nổi tiếng ở trên môi trường mạng thì cần có một cái hướng dẫn để xử sự như thế nào trong cái từng tình huống cụ thể. Những người bán hàng làm thương mại điện tử thì cái quy tắc nó là đấy là như thế nào. Mỗi người cần phải ý thức được cái đấy để từ cái điều chỉnh hành vi của mình. Quả thực, nếu ý thức người dùng mạng không được nâng cao thì không gì dọn nổi núi rác văn hóa khổng lồ của hàng triệu tài khoản xả ra mỗi ngày. Hậu quả của nó đã có thể thấy ngay. Mà thích Tường Vy á, mày nó không phải con người. Gì bữa nay chơi giải thích kia cho cưng nghe. Sao là sao đó. Mày chửi tao với mọi người trên TikTok là chó gì, tao hỏi mày là con gì? Mày là đót đó. Các mạng xã hội xuyên biên giới phải có bộ phận chuyên trách tiếp nhận khiếu nại ở Việt Nam và chỉ cấp phép livestream hoặc là bật kiếm tiền cho các kênh từ 10.000 người theo dõi, đăng ký thông tin. Đây là một trong số những điểm mới trong dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 72 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng mới được Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra. Ngay sau khi bộ này ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, liên tiếp những hành động chấn chỉnh, siết chặt, quản lý trên không gian mạng. Pháp luật hiện nay đã có đầy đủ các chế tài để xử phạt hành chính, thậm chí là xử lý hình sự cho những sai phạm sử dụng livestream như là công cụ để công kích lẫn nhau, xúc phạm tổ chức, cá nhân và xúc phạm lẫn nhau. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh những giải pháp mềm cũng được các chuyên gia khuyến nghị. Hành vi đưa những thông tin trái phép trên mạng xã hội như vậy thì còn có thể bị xử lý hình sự về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Doanh nghiệp mà cung cấp cái dịch vụ mạng xã hội á, thì phải có trách nhiệm là chỉ cho phép những cái tài khoản đã đăng ký với bộ mới được sử dụng cái tính năng livestream của mình. Nếu như không được thì chúng tôi sẽ xử phạt. Thì đó là một cái hướng mới. Cái thứ hai nữa là yêu cầu là những cái nội dung mà livestream á, mà nếu có vi phạm thì những cái người mà chủ của các cái trang mạng xã hội phải thực hiện phối hợp để mà gỡ trong tối đa là 3 giờ đồng hồ. Và nếu như những cái nội dung mà có vi phạm mà nghiêm trọng thì phải gỡ ngay lập tức, kể cả là trong thời gian thực. Đó. Và một cái ý nữa là trong cái quy định về livestream là tất cả những mạng xã hội mà muốn được livestream, có cung cấp cái tính năng livestream đó thì phải được cấp phép của Bộ Thông tin Truyền thông. Tận dụng cái sức mạnh của công nghệ và cái trí thông minh nhân tạo để có thể là xếp hạng về cái hành vi ứng xử ở trên mạng của công dân. Nếu mà những người nào mà đã từng có những cái lịch sử mà ví dụ như là tuyên truyền về những cái thông tin mà không đúng sự thật, đưa ra những thông điệp gây thù địch, hoặc là ví dụ như là bán hàng giả trên mạng, hoặc là tham gia vào những cái livestream mà có thể là nhục mạ những người khác ấy, sẽ bị gắn sao hoặc là gắn những cái mác sự kiện để mỗi khi mà họ tham gia vào những cái diễn đàn cộng đồng khác ở trên mạng thì những cái thành viên ở trên cái cộng đồng đó sẽ được cảnh báo và cộng đồng sẽ sử dụng cái thái độ của họ cũng như là sự tẩy chay với những cái hành vi nào mà phản văn hóa. Các khán giả, chúng ta hãy dùng những cái quyền năng lớn nhất để nói không, để tẩy chay những sản phẩm, những con người mà họ đưa cho chúng ta những cái việc làm hay những cái hành động tiêu cực